Rồi nói lại đi. Chào các bạn. Nay mình chơi gì? Mình chơi chi cúng. Rồi bắn thử cái mẹ coi đi. Wow, xuống đẹp quá, xuống đẹp không Kanga? Xuống có mấy màu Kanga? Xuống bắn ra mấy màu? 6 màu luôn hả? Ôi, xuống 7 màu bây giờ thành 8 màu luôn. Ờ, có đèn led hả? Nhìn mẹ tắt đèn thôi coi coi đẹp không nè. Ờ, bắn vô này nè. Bắn vô tường của mẹ coi coi. Ồ, đẹp quá. Giờ gì? Ờ, bắn bắn vô coi, bắn vô tivi coi. Đó, bắn đèn. Giờ giờ mình giờ chia nhau ra chơi bắn súng nha. Rồi. Em anh hai đứng đây hả? Rồi gơ. Gơ trốn đằng đây. Gơ trốn đằng kia đi. Rồi. Giúp đó đây. Rồi đúng rồi. Rồi. Anh hai bắn. Ồ, anh hai bắn, bắn gơ đâu? Wow, cuối cùng ai chết? Ai chết? Ai chết hả? Bắn rồi, hai chết sao đâu? Chết, diễn tả chết cho mẹ coi coi. Rồi mẹ bắn nè, đùm, á đi. Á nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống. Á nằm xuống, đồ, chết, gần chết rồi đó. Rồi, cái anh chạy vô cứu em coi, để lên. Cứu em, để em vậy. Rồi có sao không? Không sao. Không có sao hả? Giờ giờ tới Ken đi. Mẹ bắn Ken nha. Mẹ bắn con cái Ken. Rồi đây. Bố mẹ của con. Giờ mẹ bắn con nha. Giờ con Ken. Ken. Rồi giờ bắn con. Đùng. Đùng rồi nằm xuống đi. Rồi bắn rồi ai thua? Tôi thua hả? Hai luôn hả? Giờ hai thằng lăn ra xỉu không đi? Rồi xỉu hết rồi các bạn ơi. Ken gờ bắn nhau xỉu hết rồi. Con quá. Xuống đẹp không? Đẹp. Thích không? Ngoan nữa mẹ mua cho nó nha. Mẹ bị có kẹo cá luôn. Có món vạt luôn. Có món vạt luôn hả? Mẹ mua khung khung xịn không? Mát thiệt luôn hả? Mát, mát. 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 Mẹ tắt đèn hả chị? Mẹ tắt đèn thử hả? Có đèn nữa hả? Rồi. Ở xuống kênh đẹp lắm nha các bạn. Có đủ màu luôn. Đỏ xanh luôn, vàng luôn. Xuống đẹp quá. Dạ, giờ có một cô bữa rồi á chồng. Vậy hả? Có con cua chết luôn hả? Vậy vậy ba mày đem đi súng thì đi săn cua nha. Chịu không? Chịu. Vậy thôi mấy bà các bạn đi, hẹn gặp lại các bạn ngày mai đi. Nhớ đăng ký cho một like. Ủng hộ kênh Ken Girl nha. Rồi mấy bà đi. Đi săn cua ơi mẹ ơi. Ờ đi săn cua, mai đi săn cua.